Hôm nay mày hẹn tao ra đây chắc là có việc gì quan trọng lắm hả? Ừ. Tao đang có việc cần nói với mày đấy. Mày nói đi, tao nghe đây. Đợt này tập đoàn của tao đang có nhiều dự án lớn, cần phải gom nhiều tiền để triển khai. Mày xem số tiền tao cho mày vay trước đây cũng lâu rồi, mày gửi lại cho tao được không? Rồi. Thế mày muốn lấy một phần hay muốn lấy hết? Nếu được thì mày cứ trả hết cho tao đi. Vì dự án lần này quan trọng với tập đoàn tao lắm, tao muốn làm cho chỉn chu một chút. Ừ, tao hiểu rồi. Nhưng mà số tiền tao vay mày tận 5 tỷ, bây giờ mày bảo tao trả thì cũng hơi khó. Mày cho tao một ít thời gian đi, tao sẽ thu xếp trả cho mày. Ừ, mày thu xếp dần đi, cố gắng trong vòng 1 tháng nữa mày gửi lại cho tao là được. Ok, để tao thu xếp. Cảm ơn mày nhiều nhé. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tao vay tiền của mày thì tao phải trả mày chứ. Mà đúng ra người cảm ơn phải là tao. Thôi được rồi, vậy anh em mình chốt thế nhé. Ok. Vâng, em chào anh, em là shipper đây ạ. Em đến rồi, anh xuống nhận hàng giúp em với. Dạ. Em ơi. Dạ. Cho anh lấy hàng với. À, vâng, hàng của anh đây ạ. Em gửi anh, của anh 450 ạ. Anh gửi đây. Dạ. Không cần phải gửi lại anh tiền thừa đâu. Ôi, thế em cảm ơn anh ạ. Chào em nhé. Anh ơi, em... anh cho em hỏi anh cái này được không ạ? Có chuyện gì vậy? Anh làm trong tòa nhà này thì chắc là anh làm ở tập đoàn ABA đúng không ạ? Ừ, anh là nhân viên trong tập đoàn. Nhưng mà có chuyện gì không? À, em muốn hỏi là tập đoàn anh làm ấy thì có đang tuyển nhân viên không để em ứng tuyển ấy mà. Hóa ra là vậy à? Hiện tại thì tập đoàn không tuyển nữa, nhưng một thời gian tới sẽ tuyển đấy. Em có thể theo dõi ở trên fanpage hoặc là website của tập đoàn xem. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế là em đang chờ xin việc à? Vâng, em đang chờ việc nhưng mà vẫn chưa có chỗ nào gọi nhận em vào làm. Thành ra là em phải làm tạm shipper để trang trải cuộc sống. Em cũng chăm chỉ thật đấy. Không chăm chỉ thì chỉ có chết đói thôi anh ạ. Cũng đúng nhờ. Thôi, bây giờ anh lại bận mất rồi. Có gì em cứ theo dõi thông tin trên mạng nhé. Anh đi đây. Dạ, em chào anh. Chào em. Chắc là mình vẫn chưa có duyên với nơi này rồi. Anh, em pha trà cho anh này. Cứ để đó cho anh. Anh có chuyện gì à? Em nhìn thấy sắc mặt của anh không được tốt đâu. Thằng Dương nó đòi nợ anh rồi. Sao anh ấy lại đòi gấp thế ạ? Nó bảo là tập đoàn của nó chuẩn bị có nhiều dự án mới, nên nó muốn gom hết tiền về. Thế bây giờ anh tính sao ạ? Anh cũng không biết nữa. Tiền thì anh có đủ để trả cho nó, nhưng trả một phát 5 tỷ luôn thì anh thấy hơi sót. Vậy thì anh trả một nửa thôi, hoặc là 1/3 cũng được. Còn đâu sau này mình trả tiếp. Nhưng mà nó muốn trả hết cơ. Với lại bây giờ chỉ trả nó một nửa, thì sau này mình vẫn phải trả tiếp. Thôi, anh không cần phải diễn với em làm cái gì. Em lại không hiểu tính của anh chắc. Vậy thì theo em, anh nên làm gì bây giờ? Em thấy đơn giản mà nhở. Anh không thích trả thì thôi, cứ nghĩ tạm ra một cái lý do nào đấy rồi khất là được mà. Khất được lần này, lần sau nó lại đòi, như vậy chả càng mệt hơn à? Thế lúc anh ta cho anh vay tiền, có còn ai biết không? Anh nghĩ là không. Nếu như mà bây giờ anh ta biến mất khỏi thế gian này thì số nợ đấy sẽ không ai biết và không ai đòi nữa, đúng không? Ý em là sao? Ý của em là... À, uống đi, lấy sức mà còn làm việc.
Ok, hôm nay không chay không về. Anh ơi, anh ơi, đặt găng tay đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Giá quá hết 95.000 ạ. À, cầm đấy, không phải giả lại đâu. À, vâng, em cảm ơn anh ạ. Ơn nghĩa gì, ngồi đây làm cốc bia với anh thì ngồi. Dạ thôi, em còn phải đi giao hàng nữa. Em chào hai anh. Ơ, kia chẳng phải là cái anh nhân viên làm ở tập đoàn ABA mà. Này, mày mua găng tay làm gì đấy? Mày ngu thế, không đeo găng tay để lại dấu vân tay ở đấy để công an tìm mày à? Ờ nhỉ, mày cũng thông minh phết đấy. Rồi uống đi, để lâu nguội hết rượu rồi. Chiến đấy. Sao trông bọn họ cứ như kiểu là đang chuẩn bị làm việc xấu ấy nhở? Không biết thằng này đắc tội gì với anh Phương Anh mà anh ấy lại bảo mình đi xử nó nhỉ? Ui giời, chắc là cạnh tranh làm ăn hay là liên quan vấn đề tiền bạc. Mày để ý làm gì nhiều cho nó mệt, cứ có tiền là làm. Không lẽ hai người đó định giết anh ấy à? Này, thế bây giờ mình xử nó xong, ông Phương Anh không chịu thu xếp cho chúng mình thì làm nào? Mày điên nó vừa đấy. Mày nghĩ ông ấy muốn đi tù không? Tất nhiên là không rồi. Thì đấy, tất nhiên là ông ấy phải thu xếp cho mình. Nếu không nhá, tao mày bị công an bắt, khai ra ông ấy đứng đằng sau, thế có phải đi tù không? Ờ nhỉ, mày nói cũng đúng đấy. Khả năng là tao lo hơi thừa rồi. Quá thừa. À, thế tao với mày bị bắt thì ông đấy có trả thêm tiền cho anh em mình không nhỉ? Tất nhiên rồi. Nếu không á, tao khai ra phát nhá, xem thằng nào cầm đằng chuôi. Ờ, thôi tao mày làm lốt vụ này, kiếm một mớ xong rồi anh em mình nghỉ. Chứ tao với mày làm cái nghề này cũng chán lắm rồi. Bây giờ mày cứ nói thế, sau này có vụ khác á, nhiều tiền kiểu gì lại chả làm. Đã chọn con đường này là không dứt ra được đâu. Ừ, thôi kệ, tao mày hôm nay say đã, mai tính tiếp. Trời đi. Không được, mình phải đi báo tin cho anh ấy nghe mới được, không thì muộn mất. Anh đây rồi à? Có chuyện gì mà em muốn gặp anh vậy? Anh ơi, anh mau chạy trốn đi. Có người đang muốn giết anh đấy. Em nói gì cơ? Có người muốn giết anh á? Ừ. Sao lại... Vâng, em vừa nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau như thế, nên em phải đến đây báo cho anh luôn đấy. Thế nhưng mà... liệu em có nghe nhầm không? Ui, em nghe nhầm thế nào được? Em còn thấy nhá, chúng nó nói chuyện với nhau, rồi còn giơ ảnh của anh ra cơ. Anh có gây thù với ai đâu nhỉ? Sao bọn họ lại muốn giết anh? Hình như là có một người đứng sau vụ này anh ạ. Tên người đấy là Phương Anh. Anh có quen ai tên Phương Anh không? Phương Anh? Anh có mỗi một thằng bạn thân tên là Phương Anh thôi. Còn lại thì anh không quen ai tên Phương Anh nữa cả. Thế chắc là bạn thân của anh muốn hại anh đấy. Không thể nào. Nó là bạn thân của anh thì làm sao mà nó hại anh được. Thế... anh với bạn của anh ấy, gần đây có xảy ra mâu thuẫn gì không? Về vấn đề tiền bạc ấy. Không lẽ là vì 5 tỷ của mình sao? Anh ơi, anh đã nghĩ ra chưa? Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Em cứ để anh điều tra thêm đã. Thế thì anh phải cẩn thận nhá. Em thấy hai cái người đấy hung hăng lắm. Còn đặt hàng là đôi găng tay. Em nghĩ là chuẩn bị làm việc xấu đấy anh ạ. Anh hiểu rồi. Cảm ơn em. Không có gì đâu ạ. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Hóa ra chỉ là mơ. Mình có nên tin những gì cô ấy nói không nhỉ? Nhìn cô ấy có vẻ không giống với kiểu người đang bịa chuyện để lừa mình. Mình phải điều tra kỹ chuyện này mới được.
anh chuẩn bị đi chưa? Bọn chúng đang đứng ở trước cổng nhà anh rồi, chắc là chờ anh ra ngoài rồi bám theo anh đấy. Vâng, 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 em biết rồi ạ. Vâng. Các người định làm gì? Hôm nay là ngày giỗ của mày đấy con ạ. Đứa nào, mau ra đây cho tao. Hai người giơ tay chịu trói đi. Người của tôi đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi. Mày tưởng bố mày sợ à? Sao hôm nay mày lại đến công ty tao thế? Có việc gì à? Tại sao mày lại hại tao? Mày nói gì? Tao không hiểu. Không hiểu. Được rồi. Đây. Mày xem đi. Bọn chúng đã khai hết rồi đấy. Không, tao không làm gì cả. Mày đừng tin lời chúng nó. Chúng nó bịa chuyện hại tao đấy. Mày đừng có cãi. Tao đã báo công an rồi. Có khi công an đang đến bắt mày rồi đấy. Dương ơi, tao xin mày, Mày tha cho tao đi. Tao không muốn đi tù đâu. Tao coi mày là bạn thân, vậy mà mày lại đâm sau lưng tao như thế. Tao không có lý do gì để tha thứ cho mày cả. Từ nay về sau, tao và mày không còn quan hệ gì nữa cả. Số tiền 5 tỷ mày nợ tao, nếu mày không trả được, tao sẽ thâu tóm công ty của mày để bù vào số nợ. Còn mày, chuẩn bị tinh thần, đối diện với pháp luật đi. Dương ơi, tha cho tao Dương ơi. Vào đi. Chủ tịch ạ, em mời anh dùng cà phê. Anh cảm ơn. Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Môi trường ổn chứ? Dạ, quá ổn luôn anh ạ. Mọi người trong phòng ai cũng thân thiện với em cả. Vậy tốt rồi. Em cứ cố gắng đi. Anh tin là với một người thông minh như em sẽ sớm thành thạo hết công việc ở đây thôi. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Mày bảo này. Dạ. Trưa nay em có bận gì không? Dạ, em không ạ. Vậy trưa nay em đi ăn với anh nhé. Coi như là anh cảm ơn em vì em đã cứu anh. Anh nhận em vào đây làm cũng coi như là lời cảm ơn em rồi còn gì. Ơn cứu mạng của em anh trả cả đời còn không hết. Huống chi là chỉ nhận em vào đây làm. Anh không cần phải giữ mãi chuyện đó trong lòng đâu. Dù sao đi nữa, em cảm thấy em với anh có duyên mà. Nên là em cứu anh là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà trưa nay anh vẫn muốn đi ăn cùng với em. Chẳng lẽ em không thích đi cùng anh à? Dạ, em thích ạ. Đấy, phải thế chứ. Vậy trưa nay anh chờ em ở ngoài sảnh công ty nhé. Dạ vâng ạ.